Tại tỉnh Thái Nguyên, sau 3 tháng nỗ lực nghiên cứu, nhóm các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên đã cho ra mắt bộ sinh phẩm phát hiện virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time PCR. Sản phẩm này được các chuyên gia đánh giá có nhiều ưu điểm vượt trội so với những bộ sinh phẩm khác. Ý tưởng sản xuất bộ sinh phẩm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 được tiến sĩ Nguyễn Phú Hùng, trưởng khoa công nghệ sinh học, Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đề xuất ngay sau khi Việt Nam công bố ca bệnh đầu tiên. Sau 3 tháng nỗ lực, các nhà khoa học của Đại học Khoa học và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nghiên cứu và phát triển thành công bộ sinh phẩm phát hiện SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR. Thực sự là khi mà triển khai bộ sinh phẩm này trong một cái thời gian rất là ngắn và đòi hỏi chúng tôi phải thực hiện rất nhiều các cái thí nghiệm khác nhau, có thể lên tới hàng nghìn các cái phản ứng, hàng trăm các cái thí nghiệm khác nhau trong một cái khoảng thời gian chỉ chưa đầy 4 tháng. Các cái bộ kit ở Việt Nam ấy thì nó cũng, chúng tôi cũng, tất nhiên nó cũng rất nhiều ưu điểm, nhưng mà chúng tôi cũng tìm thấy một số những cái nhược điểm và chúng tôi cảm thấy là chúng tôi có thể là cải tiến được một phần nào về cái chất lượng của bộ kit cũng như là cái thời gian thực hiện bộ kit. Vì vậy là chúng tôi đã dành rất nhiều những cái thời gian và công sức để tối ưu cái quy trình để cho ra được một cái bộ kit có cái độ chính xác cao. Thì bộ kit đã đáp ứng được yêu cầu về độ chính xác chẩn đoán cũng như là về thời gian thực hiện xét nghiệm, làm hỗ trợ rất nhiều cho cái công tác phòng chống dịch. Mà cái yêu cầu quan trọng nhất đó là phải trả lời kết quả càng sớm càng tốt để phát hiện ra các cái trường hợp bệnh, để thực hiện cách ly và thực hiện các cái biện pháp đảm bảo an toàn cho xã hội. Bộ sinh phẩm phát hiện SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR được Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá đạt tiêu chuẩn về chất lượng chẩn đoán và độ nhạy lâm sàng 100%. Độ đặc hiệu lâm sàng, độ đặc hiệu phân tích, ngưỡng phát hiện phản ứng đều ở mức 100%. Đặc biệt, thời gian thực hiện phản ứng real-time PCR nhanh hơn so với hầu hết các bộ kit hiện nay từ 25 đến 30 phút, giá thành giảm từ 15 đến 30% so với các bộ kit đang được sử dụng. Chúng tôi trong hội đồng thì đều đánh giá là các cái kết quả nghiên cứu thì sau khi mà hoàn tất các cái thủ tục về hành chính thì hoàn toàn là có một cái khả năng ứng dụng thực tế rất là cao. Trước tiên là trong cái công tác phòng chống dịch của địa phương. Thì cái bộ sinh phẩm này cũng là một cái lựa chọn tiếp theo. Nó làm phong phú hơn các cái sản phẩm tự nghiên cứu của Việt Nam, rất là hữu hiệu để cho và mặt về tính khoa học cũng rất là cao. Về chất lượng tôi cho rằng cũng 90 người tương đương với các sản phẩm đã được cấp phép để có thể ứng dụng ngay trong quá trình sàng lọc các bệnh nhân SARS-CoV-2. Các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đã đăng ký sở hữu trí tuệ cho bộ sinh phẩm này, đồng thời đang lựa chọn doanh nghiệp đơn vị có đủ năng lực sản xuất để tiến hành đăng ký cấp phép theo quy định, phục vụ phương án sản xuất đại trà, đáp ứng kịp thời nhu cầu phòng chống dịch COVID-19 đang cấp bách hiện nay.